Khéo lắm mẹ bầu, nổi lắm nên con lị được ai. Cho nó chào mẹ bầu một chuyện, mẹ bầu lái kính không có ghen tuông chứ hết thầy đó. Nó ghen tuông chứ cả. Khéo chứ bụng mẹ bầu to thiệt đó mà. Nổi mà mẹ bầu hay nè. Khéo tôi là quá bật đi nên tôi có giảm lý ai ở mâu. Khéo mà chưa là tôi ăn cơm cái mụ hàng cơm đó. Khéo là mụ khí mượn tôi 5 quan, khí mượn 3 quan. Tính dồn lại nó là 80 con tiền. Chứ không có tiền trả lại cho tôi. Hạnh bây giờ mới có một người con gái thì cho đó là cầm bọc màu cho tôi đó. Vậy à? Dạ. Khéo là hạnh gặn bọc màu thì mày nếm tôi tầm chứng huy tiên lái hoang bàn trù nữa. Khéo là con ngạnh tôi. Ngạnh tôi khéo là có 80 năm thì là tầm chứng huy tiên mà lái hoang bàn trù đó. Ôi trời ơi, gặn bọc màu mà gặn tới 80 năm. Với tầm chứng huy tiên đời người con sống chỉ đằng 80 năm mà lái hoang nữa nào. Ủa khéo nó không cầm cái đó chứ là mình mất tiền nữa. Tôi bảo hẳn ra sao thôi. Khéo mà thôi thì cho ra chào mẹ bầu, đừng có ghen tuông đập đảnh chi con người ta nghe. Nó ghen rồi. Qua này mẫu. Dạ. Khéo với chư thế là con mẹ bầu nè đang sống mà mỏi quá. Buổi chiều cái lòng hẳn mà trao hẳn mà tiền hẳn lấy kinh. Con mắt vợ chồng bên ngoài nếu thì phá hồ là tù tí tù tỉ với nhau chứ nè. Này cậu à. Tôi lấy cậu thì tôi chỉ biết cậu thôi, tôi chả biết con phải gió nó mà tôi chào tất cả. Cô nói chi nữa đâu. Quá khéo, nó nói lên đây chị tôi ra đỏ để tôi ra tôi chào đó, nó nói chi em ô. Khéo khéo là cậu không nhờ khí tôi bến trong lúc lại bến con. Nhưng cơn cơ nữ trang con nhờ chí. Đó là những tuần hắn ấn xùi ở thì. Nhưng loài ống bờm trang quyền chí đi nha nữa nào. Dù trang mà tình tàn cũng ra nữa. Đồ mẹ con bồng quá nguyên lắm. Khéo mà nếu mà nói thiệt thì nó chết cả rồi. Cậu mới ra mới chào không tiện đó chứ nó bận lòng rồi lai kính rồi con mắt vợ chồng mới như là con chi mà ngại thử. Chào bây giờ thì tôi biết chào thế nào. Cậu là chào bà thứ chị đang trong quá chơi người bạc thì. Thì đó rồi là có tôi nắm đỡ cho nó. Thế là tôi nể cậu đi nhá. Em chào chị đường tông ra chơi bắt tì đấy à. Con mô, con mô. Em là em vậy nào. Không biết lý trước với là chị hạnh nỉ sao hắn chịu là em. Chứ cho bằng là chồng này thì đỡ cả đời lẽ rồi mà lẽ rồi vợ cả đời chồng này luôn tung đặt. Em chí vậy nào. Bởi con đánh hoài. Con mô lịch sử rồi à. Tốt lắm đó. Dạ cô nhớ cái trả lời cho em vậy nào. Trả lời cho em nó mừng đi. Mày lấy được trong bài hay đất lỡ trời lầm, đất lầm trời lớn. Có thể không có chiếc tiệc và nguyệt tiệc đang mâu chán là mỗi lần người ní cho mong à. Ủa? Khéo mà nói trong lời con có lị được ai cho nó chào mà chuyện băng lăng mới lấy cái nhân mặt vợ trong mới đi. Cho lại muộn nó tới muộn cho tống mà cũng em chứ muộn bưởi bèo ra bò muộn sanh sự cởi đâu chắc. Tại sao tôi đánh tới răng vậy? Ủa khéo tôi đã động mặt lên nào là có mụ hai luôn. Dạ. Mới sẵn con lấy tôi. Vâng, sẵn con làm gì à? Tôi sẵn con lấy mà. Sẵn con cậu làm chí tôi vậy nào, đánh tới răng vậy nào. Mới sẵn con lấy mà tôi phải chạy đâu thì là đỏ phải chạy đỏ. Ai ai em ơi em nghĩ mình nhỉ. Em đáng giá làm vàng vàng người đem ra cái trời kém người năm năm phần con mẹ con còn mấy thành thành trên chân gà gà còn còn mấy thành thành thấy mấy chú ghê gà ghê năm đi trong đi hôm mai nhớ đành nhà nhớ đành nhớ ta nhớ đành chúng ta. Cô tôi nhớ chứ gì vậy? Tôi nghiệp nói về cũng khá thương cho con mù đó nè. Tốt lắm đó mà. Lần hơn mà đánh đập phẳng như vậy không dám cài lại rõ là cũng khá thương. Từ tứ gì tiền không có nói làm chí vậy nè. Ủa, từ tứ gì hầu mới ráng? Con từ tứ gì hầu vậy? Coi đuổi con mù đi việc sự đó. Không cho lái vàng tới cái đông lý nữa.
khéo đơn tưởng nó khá lắm, nó không tốt thì để cho nó ở, nó hâu hạ chứ để đuổi nó biệt xử chứ con nói chuyện chi nữa. Đuổi ăn đi, mặc đo lái kính vậy nào. Wow, khéo nó ngu nè. Sao? Đi chứ xuống là mũ hẳn là hạng ra đứng may ra bên tay nè. Khéo mà tôi mới chở cái đo cho nó sáng bên kia xong rồi là tôi đánh cho nó mấy cái bê treo, tôi đuổi nó cục rồi là tôi trở lại mới muộn nghe. Này cậu à, tôi tưởng là chồng một vợ một thì tôi lấy cậu. Không ngờ đâu cậu lừa dối tôi. Cậu bảo cậu chưa có vợ. Bây giờ chồng đôi vợ ba tôi không thèm lấy cậu đâu, tôi đi đi cậu à. Cái gì vậy? Bắt lo tôi nói tiếng gì à? Ủa kẻ cơm lại đâu xuống đó đi. Qua tan tòng thích cầu ơi mây mà còn nhi còn đi ba nghe cha mẹ lớn thấy nghe mây mây mà anh ơi em ơi em có anh đang thay nó trong ấm mà ngoài em nếu mà không nghe dân nhà dân đấm dân cú dân dội nó đà mẹ như mà như bay bay hò khoan nghe nhau mà cho nó đều
là vợ tôi, lành cái con mà vợ tôi.